thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều ngày gần đây đang dần trở nên nóng lên, nhưng chưa có dấu hiệu suy giảm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ kéo dài tình trạng nắng nóng trong 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 34-35 độ. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý mà còn tác động đến công việc của nhiều người dân, đặc biệt là những người thường xuyên phải làm việc dưới trời nắng. Làm cho sức khỏe mình nó mệt, rồi đi làm về người thì cũng nắng non say nắng, nó khát nước, nó mệt mỏi, chạy xe muốn chạy luôn. Khi mà mình dùng kem chống nắng á, mồ hôi mình nó ra á, những cái vùng mà ở trên mặt mình hay là ở dưới cổ mình nè, mà kiểu như là mồ hôi nó ra, nó kem chống nắng nó dính vô hay sao, mình không biết tại sao da mình có kích ứng hay không mà nó bị nổi mụn lên á, rất là nhiều, rất là sợ. Nó làm kiểu là nó làm da mình sẽ kiểu bị sần sùi á, là kiểu nó một lúc thì nắng với lại là mình sẽ tiếp xúc với lại bụi nè, với lại là ánh nắng mặt trời, cái kiểu tiếp xúc trực tiếp như vậy á thì da mình nó sẽ trở nên gọi là lỗ chân lông to, hoặc là nhìn nó sẽ bị xấu đi á. Chị cảm giác như là da của mình nó bị lão hóa sớm á, nó làm mình dễ bị cảm. Em thời tiết này giống như là sáng nắng mà tối thì lạnh, nó di chuyển như vậy làm mình dễ bị cảm lắm. Chị cũng đang bị cảm nè. Nắng quá rồi người nó mệt mỏi. Mình cảm thấy gì với thời tiết này thì mình ra đường thì cảm thấy là rất là bức bối và dễ sinh bệnh nhất, dễ cảm nắng nhất. Và đối với mình thì trời nắng này thì đối với tụi con gái mình thì việc skin care rất là mệt, tại vì phải bôi kem chống nắng rồi xong đó trời nắng thì nó sẽ cho mình phải bôi lại. Em cảm thấy là khi mà cái thời tiết nóng lên như vậy thì đồng nghĩa với việc là tia UV sẽ rất có hại với da, cho nên là em thấy là nếu mà thời tiết nóng, nắng nóng như vậy thì cái nguy cơ mà da chúng ta bị mắc bệnh ung thư nó sẽ cao hơn. Và tâm lý của học sinh, sinh viên, của người đi làm cũng cảm thấy khó chịu hơn, là kiểu như mình nắng nóng, cái mình toát mồ hôi á thì cơ thể sẽ dễ nhanh dơ hơn. Mình thấy thì trời bức bối, trời nắng nóng thì làm chúng ta bức bối, và là kiểu như là nhiều khi mình cũng muốn cúp học vì trời nắng quá. Tại với lại kiểu khi mình học ở trong trường, trường sư phạm có một cái khu tự học á, thì mình học mình cảm thấy rất là nóng nực, rất là khó chịu. Thì buôn bán kinh tế nó xuống đi, doanh số không có, tại nắng quá người ta cũng không có muốn ra đường nhiều. Làm đâm ra thì những cái thời tiết nắng như vậy thì nói chung là nó dẫn tới cái việc là chỉ có mình ở ngoài đường thôi, chứ thật sự là khách đồ này là không có. Người ta kiểu cảm giác nắng nóng khó chịu lắm, muốn ở trong máy lạnh thôi chứ không ai muốn ra đường hết. Khách kêu nắng là thôi nhưng mà đi cũng phải đi thôi chứ sao giờ. Thì mình công việc của mình thì mình khát nước thì uống nước nhiều hơn, với cả mình nếu mà không có khách thì mình kiếm chỗ mát mình ngồi như thế này để tránh nắng thôi. Mình có hỏi mọi người xung quanh á, mọi người phỏng vấn á, thì mọi người không có đồng ý để trả lời mình, tại vì trời nắng quá họ cũng sợ đen da á. Tối mình về tầm 9 giờ là 11 giờ mình bắt đầu đi nghỉ, nhưng mà mình ở trọ nên là trời nóng á, mình tới 1-2 giờ đêm mình mới ngủ dậy, mình mới bắt đầu đi ngủ á. Thì tới sáng 7 giờ rưỡi mình đã đi làm rồi, thì hồi đó là mệt lắm, tinh thần của mình không được thoải mái á. Trường em là một trường không có máy lạnh, cho nên là em thấy là khi mà học bài á, mà trời nóng như vậy thì đầu óc của mình khó tiếp thu bài học hơn, mình học khó vào, mình không có năng suất, không có cao. Thời tiết thì do thời tiết sinh ra thôi, còn mình đi thì mình phải có sự chuẩn bị mũ nón rồi khẩu trang để che cái làn da cho nó được bảo đảm.